Vâng, chào các bác nhé. Trước mắt các bác là 5 con âm ly hàng bãi của Nhật về ha. Đây, và đầu tiên là một con âm ly để các bác xem cái thương hiệu ha. Con này là âm ly của Mỹ các bác này. Đây, Relatic ha. Đây, con này model SA1001. Đấy, con này rất là cổ các bác ạ. Âm ly của Mỹ, cực kỳ cổ ha. Sản xuất năm 1960. Rồi, các bác xem âm ly mấy chục năm rồi ha. Các bác xem mặt mũi nó cũng còn tương đối là đẹp ha. Để các bác xem kỹ giúp em này. Đây, nó có một vài cái vết này các bác này. Đấy, vết này ha. Nói chung là lâu năm lắm là mình muốn nó mới 100% cũng không được ha. Đấy, hình thức là em quay cho các bác xem ha. Nó có mấy cái đốm đốm vậy nè. Rồi, con này thì các bác chỉnh được bass này, mid này các bác này. Đấy, chỉnh được mid ha, tiếng lời đấy, chép này. Đấy, đánh được cầu A, cầu B. Đây, low load các bác này. Đấy, ba lăng, volume đây. Đấy, con này thì các bác đánh những đôi loa cổ cực kỳ hay ha. Tiếng của nó là rất là sáng các bác ạ. Đây, cái dải chép của nó là sáng nhuyễn ha. Bass sâu, ấm. Và đây là tiếng mid đây. Chỉnh được cả mid ha. Tùy theo ý thích của các bác nghe nhạc. Rồi, nó còn nguyên cái vỏ gỗ này các bác thấy không? Đây, còn nguyên vỏ gỗ ha. Và vỏ gỗ thì nó còn nguyên vẹn luôn các bác này. Đây, còn nguyên vẹn ha. Đấy, không bị bể nở. Rồi, em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Đây, bên trong này các bác này. Đấy, nó chạy 4 con sò sắt. Đây, nó cũng cũ theo thời gian nữa ha. Nó cũng cũ theo thời gian này các bác ạ. Rồi, ở đây nó có một cái miếng giấy bạc các bác này. Đấy, ngày xưa thì họ chơi bằng giấy ha, giấy bạc này, để mà tránh những cái vỉ mặt lại ha, cho đỡ bụi. Đây, các bác xem giấy bạc này. Đây. Rồi, một nguồn, hai tụ đây. Rồi, tổng thể nội thất là như vậy các bác ha. Đấy, đơn giản thôi nhưng mà chất âm cực kỳ hay luôn. Các bác đánh những đôi loa Nhật Bass 25 trở về ha. Rồi, em sẽ đọc cái thông số đằng sau cho các bác xem ha. Đây, những đường vô này các bác này. Đấy. Hai cầu loa AB này, cầu A này, cầu B này. Rồi, các bác xem model này, Relatic ha. SA1001. Đấy, nó được sản xuất ở năm 1960 này. Đấy. Điện 120V ha, công suất 150W này. Đấy, sản xuất ở bang Texas này các bác này. Đấy, Texas ha. Đây, điện chuẩn của nó 120V luôn ha, điện của Mỹ luôn. Và các bác xem ngày xưa cái số series là nó được đóng bằng một cái thanh inox ha. Các bác xem này, đấy. Đánh bằng cái thanh này thì nó không có bị rỉ ha. Thôi, một con âm ly Mỹ rất là cổ luôn. Đấy, nó còn già hơn em nữa các bác, nó lớn tuổi hơn em nữa ha. Rồi, con này thì em cũng xin báo giá với các bác luôn ha. Đam mê đồ cổ âm ly của Mỹ, về đánh những đôi loa Bass 25 trở về, rất là hay luôn. Chỉnh được 3 giải Bass chép mid. Rồi, con này thì em cũng xin để cho các bác giá 2 triệu ha. Giá 2 triệu đồng cho con âm ly Mỹ này các bác này. Đấy, điện 120V, công suất 150W. Rồi, giá là 2 triệu đồng ha. Mức giá quá tốt cho các bác sở hữu một con âm ly của Mỹ luôn ha. Chỉ có cái mặt thì nó không có được đẹp xuất sắc thôi. Đấy. Rồi, giá là 2 triệu đồng. Vỏ gỗ còn đẹp các bác này. Rồi, em sẽ bê con này ra để em quay tiếp tục ha. Rồi, và tiếp theo là một con âm ly Marang. Đây, các bác xem âm ly Marang ha. Marang và model đây, 1040. Đây, con này cũng huyền thoại nhạc vàng luôn ha. Nói về bolero thì không thể thiếu nó được. Chất âm rất là mềm mại các bác ạ. Chất âm nó chi tiết từng nốt nhạc ha. Rồi, các bác xem low load các bác này. Đấy, những đường vô. Bass chép đây ha, bass chép mình chỉnh bằng cần gạt ha này. Gạt lên gạt xuống này, bass này, chép này. Đấy, ba lăng các bác này, ba lăng các bác gạt qua gạt lại ha. Nó có một cái khắc ở giữa, nên là các bác cứ yên tâm ha. Gạt tới khắc nó sẽ đứng lại ở giữa ngay. Đấy, main remote này là đường vô ha. Volume đây. Đấy, tổng thể con này thì nó còn rất là mới. Các bác xem cái mặt của nó ha, sáng bóng. Rồi, em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Con Marang này thì chạy sò sắt nên là chất âm của nó là đánh khỏe ha, đánh khỏe mà tiếng rất là sáng nhuyễn luôn. Dòng Marang này thì cũng rất là cổ rồi. Rồi, các bác xem bên trong vỉ mặt đây. Đấy, cái nguồn của Marang ha, mà nó lâu quá là nó cũng bay bớt chữ đi rồi. Rồi, tổng thể của nó đây các bác này. Rồi, em sẽ quay sò cho các bác xem ha. Con này nó đánh 4 sò sắt. Đây, 4 sò sắt này các bác này.
Sò sắt là sò sắt của Marang ha, sò sắt của hãng Marang luôn đấy. Sò sắt SE Marang nó đều như vậy các bác. Rồi các bác xem phía sau đây, phía sau thì còn đẹp ha các bác ha. Đây hai cầu loa đây, gọi tắt là cầu A cầu B ha. Rồi con này nó đánh 4 tới 16 ohm các bác này. Rồi đây có một cái thông số ha. Đây các bác xem Marang là thương hiệu của Mỹ các bác ha. Thương hiệu của Mỹ nhưng mà con này sản xuất tại Gia Băng. Đấy. Rồi điện 100V, công suất là 80W ha. Đây công suất 80W. Các bác ghép những đôi loa Nhật, loa Mỹ ha, bass 25 trở về. Đấy, loa Nhật, loa Mỹ thì các bác đánh loa bass 25 là vô cùng căng đét ha và nghe nhạc rất là hay. Dòng Marang này thì rất là nổi tiếng rồi. Em cũng xin báo giá với các bác luôn ha. Con này thì em đang bán với giá là 4.600.000 ha. 4.600.000 đồng, một mức giá rất là tốt luôn. Các bác cứ lên coi thoải mái ha. Lên mạng coi thoải mái ha. Giá 4.600.000 đồng. Đấy, hàng em đã test thoải mái rồi. Các bác mua về chỉ việc nghe thôi, không một lỗi lầm ha. Và riêng nguyên bản. Rồi và tiếp theo là hai con âm ly Pioneer. Đấy, được mệnh danh là lực sĩ tí hon. Đấy, một con là 2030 bên đây và một con là 2050 ha, chạy class AB. Nóng bỏng nhưng mà cực kỳ hay. Mệnh danh là lực sĩ tí hon thì các bác có thể biết là nó bé nhưng mà độ đánh uy lực của nó rất là cao ha. Rồi các bác xem con này là con Pioneer 2030. Một nút nguồn đây. Cầu A cầu B. Cầu A cầu B là các bác đánh riêng biệt ha, chứ không có A cầu B được. Bát chép ba lăng. Lâu lớn các bác này. Đấy, volume đường vô đây. Đấy con này thì còn rất là mới ha, sáng bóng ha. Rồi, các bác xem bên trong nội thất đây. Đấy tất cả là hàng bãi Nhật về ha, hàng bãi Nhật về thì có sao em bán vậy. Đây các bác xem bên trong nội thất này. Bốn cục lọc. Nó đánh bốn con sò nách. Hai con xanh, hai con đen ha. Đây, đen con xanh các bác này và hai con đen bên đây. Đây một con ha và đây một con này. Đây hai con xanh, hai con đen, sò nách. Những dòng Pioneer thì rất là hay xài cái dòng sò này các bác ạ. Rồi các bác xem phía sau ha. Con này về thì nó bị mẻ một miếng ha, mẻ một miếng xương ở đây các bác này. Cái miếng xương tản nhiệt nó bị mẻ một miếng ha, nó chỉ là phía sau đít thôi. Rồi ba đường vô. Hai cọc loa đây ha. Con này nó đánh 4 tới 16 ohm. Rồi con này điện 100V này, công suất 130W ha. Đấy, bên sau thì còn đẹp, nó chỉ một cái lỗi nhỏ là nó bị mẻ một miếng xương ở đây thôi. Rồi, em cũng xin báo giá ha. Pioneer 2030. Rất là quen thuộc rồi. Con này thì các bác đánh loa bass 30 ha, loa Nhật ha. Các bác lưu ý giúp em là loa hàng bãi Nhật. Thì các bác đánh những đôi loa bass 30 là vô tư, nghe nhạc rất là hay. Rồi, con này thì em bán là 3.800.000 ha. Pioneer 2030. Giá là 3.800.000. Rồi, và tiếp theo là con 2050. Đây các bác xem Pioneer A2050 ha. Rồi con này thì nút nguồn đây, cầu A cầu B, bát chép ba lăng, lô lót đây ha. Đấy. Con này thì cũng còn mới bác này, nó bị dơ một tí trên đây ha. Rồi con này thì không có bị bể nở như bên kia. À nó không có bị gãy như bên kia ha. Bên đây nó bị gãy một miếng một các bác ạ, duy nhất một miếng một ha. Rồi con này thì còn nguyên vẹn. Đấy. Rồi bên trong nội thất đây. Con này nó chạy hai nguồn ha. Đấy, hai nguồn à. Đấy, một cái lọc nguồn của bác này. Đấy, bốn tủ lọc, vẫn là bốn con sò nách ha, hai xanh hai đen. Đấy. Các bác xem hai con này. Đấy, nó chỉ khác nhau một tí các bác ạ. Con này nó chạy một cái nguồn lớn ha. Đấy, em nhìn thấy phía bên trong này thấy một cái nguồn lớn này, còn con này thì nó chạy hai nguồn ha. Đấy, nó chỉ khác mỗi vậy các bác ạ. Rồi, công suất con này thì nó khỏe hơn. Công suất con này nó đều 145W. Đây, phía sau thì cũng giống ha, những đường vô đây. Trở kháng vẫn là 4 tới 16 ohm. Rồi, con này điện 100V, công suất 145W ha. Đấy, nó cao hơn kia 15W. Rồi, con này thì các bác đánh loa Nhật bass 30 cũng vô tư. Rồi em cũng xin báo giá luôn ha. Con này thì em vẫn bán giá với các bác là 3.800.000 ha. Bằng giá con kia luôn. Con kia nó bị mẻ một góc thôi chứ không hôn nó giá 4.000.000 các bác ạ. Nó bị mẻ một góc nên em bán 3.800.000 ha. Con này vẫn là giá 3.800.000 luôn ha, hai con bằng giá nhau. Rồi và cuối cùng là một con Pioneer i7. Pioneer AI7. Đấy con này thì vừa về tới, con này thì nó bị xước ha. Nó bị xước các bác này, trên đầu xước sát đấy, nó xước này.
mấy cái âm ly nó đè lên nhau nên là nó bị xước cái đầu bác này, là xước sát ha. Con này thì bán giá mềm cho các bác chơi, mặt mũi thì còn đẹp nè, cái mặt ở dưới thì còn sáng bóng ha. Đấy, bát chép ba lăng này, lô lốt này. Đấy, cầu A cầu B đây. Đấy, volume đây ha. Rồi, Bioner i7 thì cách đây 1-2 tuần em có bán rất nhiều ha, mà hết hàng rồi. Hôm nay về một con duy nhất thì mà nó hơi xước sát một tí phía trên đầu. Con này đánh 4 sò than ha, sò than nằm dưới cái vị tản nhiệt ở đây. Hai tụ lọc một cái nguồn đây các bác này. Rồi, đây là phía sau đây. Phía sau cũng còn đẹp ha. Có đường rề ao cho các bác làm rề ha, để mà kết nối với đẩy. Rồi, trở kháng của nó là 6-16 ohm. Rồi, điện 100V ha, công suất 160W. Đấy, 160W ha. Rồi, Bioner AI7 thì em cũng bán khá nhiều rồi. Con đẹp thì em bán 3,2 triệu ha. Con này nó hơi xước sát một tí trên đầu bác này. Đấy, bán thanh lý cho các bác 2,9 triệu ha, cho các bác sử dụng. Đấy, hàng nguyên zin nguyên bản ha. Nó chỉ bị xước nhẹ trên đầu thôi, bán cho các bác 2,9 triệu ha. Nếu bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây, 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.